Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan chủ quản của Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam xem xét khẳng định khả năng sắp xếp nguồn vốn sớm triển khai đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú, quận 2, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiệp định vay vốn dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây sẽ kết thúc vào tháng 7 năm 2021, cho nên việc sử dụng nguồn vốn dư của dự án này để xây dựng nút giao An Phú theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải trước đây là không khả thi trong thời điểm hiện tại. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện phương án thiết kế xây dựng nút giao An Phú có 3 tầng gồm hầm chui 2 chiều, xây cầu vượt. Ngoài ra, tuyến đường sắt nhẹ Long Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang sẽ đi trên cao, vượt đường Mai Chí Thọ để vào ga Thủ Thiêm. Về phương án đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân kỳ thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng hầm chui 2 chiều 4 làn xe kết nối đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ theo hướng về hầm vượt sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm và ngược lại, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 800 tỷ đồng.